Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Hôm nay thứ năm ngày 14 tháng 1, chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình triển khai công tác kiểm sát năm 2021. Nỗi lo hàng giả, hàng nhái dịp Tết Nguyên đán. Mô hình tự quản đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình tổng kết công tác thi đua năm 2020 và triển khai công tác kiểm sát năm 2021. Tới dự có đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Năm 2020, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình chỉ đạo hai cấp kiểm sát phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, đặc biệt trong khối nội chính, đấu tranh xử lý hiệu quả nhiều vụ việc phức tạp, trong đó có 12 vụ án, vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo 1593 của tỉnh đã xét xử 6 vụ, mức án dành cho các bị cáo đều đảm bảo nghiêm minh, được dư luận đồng tình đánh giá cao. Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp còn phối hợp xử lý hiệu quả các vụ án, vụ việc trong lĩnh vực dân sự hành chính, chủ yếu liên quan đến đất đai, chính sách xã hội. Quá trình kiểm sát điều tra, kiểm sát viên luôn thực hiện đúng, đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định. Do đó, tỷ lệ giải quyết án của Viện Kiểm sát đạt 99,9%. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà ngành kiểm sát Thái Bình đạt được, góp phần quan trọng vào công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các địa phương và sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thời gian qua. Trong năm 2020, hoạt động chung của các cơ quan tư pháp được đánh giá rất cao, trong đó đặc biệt hoạt động của Viện Kiểm sát Nhân dân các cấp thì chúng ta cũng đã được nâng tầm, nâng cao chất lượng, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đặt ra. Khối lượng công việc mà các đồng chí giải quyết rất là lớn, nhưng đặc biệt là rất kịp thời. Thứ hai là các đồng chí bám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương để phân công, triển khai, thực hiện nhiệm vụ của mình, điều phối các hoạt động, phân bố lực lượng một cách rất hợp lý, để qua đó vừa hoàn thành được khối lượng công việc rất lớn nhưng vẫn có trọng tâm trọng điểm phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2021 là năm đầu tỉnh Thái Bình triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 và nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội và thu hút đầu tư của tỉnh là nhiệm vụ hết sức quan trọng, trong đó có trách nhiệm rất lớn của ngành Kiểm sát Thái Bình. Đồng chí thống nhất cao với các nhiệm vụ giải pháp của ngành trong năm 2021, đồng thời đề nghị ngành kiểm sát tỉnh cần tiếp tục bám sát và tuân thủ chặt chẽ sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ. Một trong những yêu cầu đầu tiên đó là các đồng chí phải bám sát và tuân thủ chặt chẽ sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương. Và tôi đề nghị rằng là chúng ta giữ nguyên cái nguyên tắc đó ở cấp tỉnh và cả cấp huyện. Thực tế thì trong thời gian qua các đồng chí đã thực hành rất tốt. Như tôi đánh giá từ đầu là các đồng chí không chỉ bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo mà các đồng chí là tham mưu rất tốt. Và đề nghị các đồng chí là phải tập trung làm tốt công tác tham mưu rồi từ đó bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương. Đồng chí nhấn mạnh, mọi hoạt động của ngành phải nhằm thực hiện mục tiêu cao nhất, đó là thực hiện và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của địa phương và công việc của ngành mình. Đồng chí đề nghị ngành cần tập trung giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo đúng theo các quy định của pháp luật, phải giải quyết dứt điểm, đi đến cùng của vụ việc, nghiêm minh và tạo được sức thuyết phục, đồng thuận, thống nhất cao trong các cơ quan tư pháp. Tiếp tục làm tốt các hoạt động tư pháp, nhất là hoạt động điều phối tư pháp giữa các ngành, đồng thời quan tâm và làm tốt công tác cán bộ, thi đua khen thưởng, kịp thời động viên, khích lệ các cá nhân tập thể trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình đã trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình và tặng cờ thi đua dẫn đầu khối của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho các tập thể, cá nhân ngành kiểm sát tỉnh có thành tích xuất sắc trong thời gian qua. Chiều nay, Cục Thuế tỉnh Thái Bình triển khai nhiệm vụ thu ngân sách năm 2021. Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy biểu dương kết quả đạt được của ngành thuế. Mặc dù chịu tác động lớn của đại dịch COVID-19, song với sự vào cuộc của các cấp ngành, cộng đồng doanh nghiệp, ngành thuế Thái Bình hoàn thành khá toàn diện nhiệm vụ được giao. Thu ngân sách đạt 7.746 tỷ đồng, đạt trên 111% dự toán. Đồng chí cơ bản thống nhất với 15 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2021, đồng thời yêu cầu ngành chủ động tham mưu giúp tỉnh triển khai các giải pháp về cơ chế chính sách, thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế. Tham mưu cho tỉnh trong cái việc điều chỉnh cái cơ cấu nguồn thu vừa phù hợp, tạo điều kiện để tiếp tục phát triển mạnh nền kinh tế xã hội của tỉnh theo đúng định hướng, nhưng đồng thời cũng phải xây dựng một cơ cấu thu bền vững hơn, nhất là phù hợp hơn với quá trình điều hành chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, chứ không thể là chúng ta cứ để thu theo cảm tính hay thu theo điều kiện, nhất là dễ thì thu, khó thì bỏ, hoặc là quan tâm lĩnh vực này bỏ lĩnh vực khác. Đồng chí cũng yêu cầu ngành thuế tiếp tục thực hiện tốt cải cách hành chính và hiện đại hóa ngành thuế, tạo thuận lợi cho các tổ chức cá nhân nộp thuế, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế về chính sách pháp luật về thuế, thủ tục hành chính ở tất cả các khâu, các bộ phận, lĩnh vực để người dân và doanh nghiệp tiếp thu chính sách hiệu quả nhất. Tôi cũng đề nghị là các cấp, các ngành trong tỉnh quan tâm tối đa đến ngành thuế, đặc biệt là các đơn vị thực hiện nhiệm vụ thu trên địa bàn, không coi việc thu ngân sách là việc riêng của ngành thuế, cũng không để ngành thuế tự bơi, đồng hành, quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, tạo một điều kiện kịp thời tháo gỡ khó khăn, mà cũng rút ra bài học kinh nghiệm để mà chúng ta có thể thực hiện nguồn thu tốt ngay từ đầu, song song với công tác nuôi dưỡng nguồn thu. Qua đó, những cái mà chúng ta làm chưa tốt mà đã từng được chỉ ra như là phát huy cái hiệu quả của cái hội đồng tư vấn thuế địa bàn, câu chuyện dài nói rất nhiều lần rồi, thì năm tới đây chúng ta phải cố gắng chúng ta khắc phục, đưa cái cơ chế này vào hoạt động một cách hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc thu ngân sách, nhất là ở địa phương cơ sở. Nhân dịp này, thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, tặng bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình cho 8 tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác thu ngân sách năm 2020. Khắc phục bệnh hành chính và cần phải sâu sát hướng về cơ sở là một trong những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình tại hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân năm 2021 diễn ra vào sáng nay. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận biểu dương những kết quả đạt được của Hội nông dân các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn, nhằm góp phần triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí yêu cầu các cấp hội cần làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị nghị quyết, chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, nhất là về phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí lưu ý hội cần đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững. Vừa qua chúng ta tập huấn vai trò kỹ thuật rất là tốt, hỗ trợ vay vốn cũng rất là tốt. Thì tiếp theo chúng ta nghiên cứu cái sự vai trò liên kết trách nhiệm của nông dân cho nó rõ, từ khâu giống, khâu sản xuất, khâu bảo quản, khâu tiêu thụ, muốn giá cao, muốn ổn định thì càng ngày chúng ta làm ăn nó phải có cái quy trình đảm bảo chất lượng, an toàn. Tích cực củng cố, xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng hội viên, tham gia xây dựng đảng chính quyền trong sạch vững mạnh và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc. Vận động nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, quan tâm hỗ trợ bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên hội nông dân. Chúng ta cần phải khắc phục bệnh hành chính, phải sâu sát, phải hướng về cơ sở. Mà tất cả các cái hoạt động phải lấy cơ sở làm mục tiêu và lấy hiệu quả làm thước đo đánh giá vai trò của tổ chức hội cũng như là hội viên. Nhân dịp này, 42 tập thể cá nhân vinh dự được Trung hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân năm 2020.
nghiêm túc chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả ý kiến của đoàn giám sát thuộc Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường đối với ngành công nghiệp năng lượng, vật liệu xây dựng và chế biến thực phẩm là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tại buổi làm việc chiều nay. Đồng chí Phạm Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự buổi làm việc. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận khẳng định, tỉnh Thái Bình đã ban hành trên 15 văn bản chỉ đạo về công tác bảo vệ môi trường tại các địa phương, trên cơ sở cụ thể hóa và phù hợp với chủ trương của Trung ương, nghiêm túc kiểm tra, ra soát và yêu cầu các cơ sở sản xuất đi vào hoạt động phải hoàn thành các thủ tục pháp lý về bảo vệ môi trường theo quy định. Riêng trong năm 2020, đã ra soát và yêu cầu 40 cơ sở phải hoàn thiện công tác đảm bảo về môi trường trước khi đi vào hoạt động. Đến nay, trong tổng số 6 khu công nghiệp đang hoạt động, thì có 3 khu công nghiệp đã đầu tư khu xử lý rác thải tập trung và vận hành chính thức. Tỉnh Thái Bình thống nhất chỉ khuyến khích thu hút đầu tư vào các khu cụm công nghiệp đã có khu xử lý nước và rác thải tập trung. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã phối hợp chỉ đạo các công ty Nhiệt điện Thái Bình, Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng, Nhà máy gạch men Mikado, Công ty Cổ phần Kỹ thương Thiên Hoàng, đặc biệt là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Kinh doanh Hảo Cảnh, khu công nghiệp Tiền Hải, khẩn trương khắc phục các tồn tại hạn chế về môi trường theo yêu cầu của Đoàn Giám sát Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Quốc hội. Đồng thời tăng cường đổi mới phương thức công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường, chú trọng nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, quy mô hộ gia đình, quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo, nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ môi trường. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình, chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi Cầu Nghìn và tình hình triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình. Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi Cầu Nghìn dài hơn 21 km với quy mô đường cấp 2 đồng bằng, tốc độ thiết kế 100 km một giờ, thực hiện theo hình thức hợp đồng BOT. Đến nay đã hoàn thành cắm cọc, giải phóng mặt bằng và mốc lộ giới toàn tuyến. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình yêu cầu các địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nhận thức rõ đây là tuyến đường trọng yếu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trước mắt, cần hoàn thành trích lục, trích đo toàn tuyến trong tháng 1 này. Về các phương án giải phóng mặt bằng phục vụ thi công, đồng chí lưu ý cần quan tâm đến hạ tầng đường điện, viễn thông, kênh mương thủy lợi và đường ống nước sạch. Trên cơ sở báo cáo tiến độ triển khai tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các huyện khẩn trương hoàn thiện quy trình thủ tục giải phóng mặt bằng ở những diện tích còn lại. Đến hết tháng 2 phải thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng. Các ngành liên quan và huyện Tiền Hải lập phương án thống nhất với các đơn vị dịch chuyển các hạ tầng kỹ thuật liên quan, yêu cầu huyện Thái Thụy đẩy nhanh tiến độ khu tái định cư chậm nhất đến tháng 5 phải thực hiện xong. Về phía nhà đầu tư và nhà thầu, đồng chí yêu cầu phải có biện pháp thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình theo thiết kế đã được phê duyệt, đẩy nhanh tiến độ tại những khu vực đã có mặt bằng. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 của Đảng họp từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 9 năm 1960 tại thủ đô Hà Nội. Đại hội đã tổng kết 30 năm lãnh đạo của Đảng, nêu lên những bài học có ý nghĩa lý luận và thực tiễn của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 của Đảng chỉ rõ nhiệm vụ cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc là nhiệm vụ quyết định nhất đối với sự phát triển của toàn bộ cách mạng nước ta, đối với sự nghiệp thống nhất nước nhà của nhân dân ta. Đại hội xác định cách mạng miền Nam có vị trí rất quan trọng, quyết định trực tiếp sự nghiệp giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà, hoàn thành nhiệm vụ cách mạng dân chủ nhân dân trong cả nước. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Trung ương gồm 78 đồng chí, trong đó 47 ủy viên chính thức và 31 ủy viên dự khuyết. Chủ tịch Hồ Chí Minh được bầu tiếp tục làm Chủ tịch Đảng. Đồng chí Lê Duẩn được bầu làm Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng. Đại hội quyết nghị lấy ngày 3 tháng 2 dương lịch mỗi năm làm ngày kỷ niệm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 25 tháng 1, Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 sẽ chính thức diễn ra trong sự háo hức chờ đợi của người dân cả nước.
Những ngày này, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đang đặt niềm tin trọn vẹn và kỳ vọng đại hội lần này sẽ đưa ra nghị quyết hợp lòng dân, tạo được sự đột phá mạnh mẽ hơn nữa trong phát triển kinh tế ở giai đoạn tới, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Bày tỏ sự phấn khởi trước những thành tựu đất nước ta đã đạt được có ý nghĩa lịch sử, cán bộ và nhân dân tỉnh Thái Bình tin tưởng kỳ vọng Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 sẽ tiếp tục đưa ra nhiều chủ trương quyết sách, nâng cao chất lượng hiệu quả xây dựng nông thôn mới, cải thiện nhanh hơn đời sống của nông dân, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững. Để nền nông nghiệp thực sự là một trụ đỡ của nền kinh tế thì chúng tôi kỳ vọng ở kỳ Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 này là đưa ra được nhiều cái chế độ chính sách, quyết sách mạnh và hỗ trợ cho những đơn vị làm trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao chúng tôi để yên tâm phát triển cũng như là thúc đẩy cho nền kinh tế nông nghiệp nông thôn kết nối được rộng rãi và phát triển mạnh mẽ hơn. Đại hội Đảng lần này thì tôi nghĩ rằng là Trung ương sẽ đề ra một cái chiến lược phát triển kinh tế rất là toàn diện, nhưng mà riêng với Thái Bình thì cũng đã có nhiều cái dự án mà chính phủ rồi là Trung ương quan tâm, thì tôi tin chắc rằng là sau kỳ đại hội này thì các cái đề án và các dự án lớn phát triển kinh tế của tỉnh Thái Bình sẽ được xúc tiến nhanh hơn và đạt kết quả tốt hơn. Mặt khác, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân kỳ vọng nhiệm kỳ tới cần thực hiện đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả và tính tự chủ, sức cạnh tranh của nông sản hàng hóa từng vùng miền, chủ động tích cực hội nhập quốc tế. Chúng tôi rất mong muốn là đầu tư vào nông nghiệp sẽ đúng tầm với nó, đúng vị thế của nó. Đầu tư vào nông nghiệp phải làm cho nông nghiệp phát triển. Người nông dân phải làm kinh tế nông nghiệp làm giàu, chứ không phải làm nông nghiệp để lo cái ăn. Là nông nghiệp phải được xây dựng cơ sở hạ tầng hiện đại. Nông nghiệp phải được đầu tư khoa học công nghệ. Và kỳ vọng đại hội, sau đại hội, luật đất đai sẽ được sửa đổi để tạo điều kiện tích tụ đất đai, tạo điều kiện để tái cơ cấu lại ngành sản xuất nông nghiệp, tái tổ chức lại ngành sản xuất nông nghiệp quy mô lớn và sản xuất hàng hóa. Với sự chuẩn bị công phu, tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, đổi mới sáng tạo, cán bộ, đảng viên và nhân dân kỳ vọng và tin tưởng rằng Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 sẽ thành công tốt đẹp, mở ra một trang sử mới cho một chặng đường phát triển mới của quê hương đất nước, tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Chuyển sang các tin tức khác, sáng nay huyện Kiến Sương triển khai nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và mở đợt cao điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tới dự. Để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu, huyện Kiến Sương đã mở đợt cao điểm thực hiện luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và nghị định số 137 của Chính phủ. Theo đó, thời gian thực hiện cao điểm diễn ra từ ngày 12 tháng 1 đến ngày 28 tháng 2 năm 2021. Trong thời gian tổ chức đợt cao điểm, huyện chỉ đạo các địa phương, đơn vị rà soát các tuyến, địa bàn trọng điểm, đối tượng trọng điểm và ký cam kết đối với 100% hộ gia đình, cơ quan đồng loạt mở đợt cao điểm vận động thu hồi, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các vi phạm về quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo từ ngày 27 tháng 1 tức ngày 15 tháng 12 âm lịch. Tại hội nghị, huyện Kiến Sương đã tổ chức ký cam kết của các xã, thị trấn và đại diện một số cơ quan, đơn vị trong thực hiện luật số 14 và nghị định số 137 của Chính phủ. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình nghe Ủy ban Nhân dân huyện Hưng Hà báo cáo về việc chuẩn bị các điều kiện phục vụ tổ chức lễ hội Đền Trần năm 2021. Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp. Theo kế hoạch, năm nay lễ hội Đền Trần được tổ chức với quy mô cấp tỉnh tại khu di tích quốc gia đặc biệt Lăng Mộ và Đền thờ các vị vua triều Trần. Thời gian tổ chức trong 5 ngày, khai mạc lễ hội sẽ diễn ra vào tối ngày 24 tháng 2 năm 2021, tức ngày 13 tháng Giêng năm Tân Sửu. Đại diện các đơn vị và địa phương nêu lên một số vấn đề liên quan đến việc kinh phí, phương án tu sửa một số hạng mục đã xuống cấp tại di tích. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất, lễ hội được tổ chức theo quy mô cấp tỉnh. Riêng phần hội thu gọn trong phạm vi huyện Hưng Hà. Về kế hoạch tu sửa hạng mục bị xuống cấp, trước mắt cần khắc phục tạm thời mái che bằng phủ bạt và khắc phục sụt lún. Những hạng mục khác, huyện Hưng Hà và các ngành liên quan phải xây dựng kế hoạch cụ thể, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh để có chủ trương chỉ đạo thực hiện.
Đồng chí cũng đề nghị huyện Hưng Hà và các cơ quan đơn vị cần khẩn trương chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện để lễ hội được diễn ra theo kế hoạch, bảo đảm trang trọng và an toàn, đặc biệt là phòng chống dịch bệnh COVID-19. Hơn 92 triệu ca nhiễm COVID-19 trên thế giới, Đức đang ở giai đoạn khó khăn nhất của đại dịch. Việt Nam tiêm mũi 2 vaccine COVID-19 cho 3 tình nguyện viên. Đây là những thông tin cập nhật đáng chú ý nhất về dịch bệnh COVID-19 trong ngày hôm nay. Tại châu Âu, Bộ trưởng Y tế Đức nhận định nước này đang trải qua một trong những giai đoạn khó khăn nhất của đại dịch COVID-19 khi số ca nhiễm và tử vong mới vẫn ở mức quá cao. Thủ đô Berlin đã ban hành lệnh cấm rời khỏi nơi cư trú quá 15 km. Tại châu Á, tình hình dịch bệnh tại Nhật Bản có số người nhiễm vượt ngưỡng 300.000 ca. Thủ tướng Nhật Bản đã quyết định mở rộng phạm vi áp dụng tình trạng khẩn cấp vì dịch COVID-19 tại nhiều tỉnh, thành phố. Tại Việt Nam, trong ngày hôm nay, 3 tình nguyện viên được tiêm mũi 2 Nanocovax với liều lượng 25 microgram. Đây cũng chính là 3 người đầu tiên được thử nghiệm vaccine COVID-19 tại Việt Nam ngày 17 tháng 12. Theo đại diện Học viện Quân y, đơn vị hoàn thành một nửa tiến độ giai đoạn 1 thử nghiệm lâm sàng vaccine COVID-19 trên người. Nhu cầu hàng hóa cuối năm sôi động, phong phú cũng là thời điểm các đối tượng xấu lợi dụng để thực hiện hành vi buôn bán, tiêu thụ, đưa vào thị trường những mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Vì vậy, người tiêu dùng phải thực sự thông thái khi lựa chọn sản phẩm. Thị trường cuối năm chủ yếu là hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán, trong đó có hai mặt hàng chính là hàng gia dụng và quà Tết. Đối với hàng hóa phục vụ sinh hoạt hàng ngày như thực phẩm, mỹ phẩm, quần áo, sản phẩm thời trang, thường thì người tiêu dùng hay chọn mua ở cửa hàng quen hoặc sắm theo sở thích. Nếu chủ cửa hàng không trung thực hoặc bị đối tượng xấu lợi dụng tâm lý chủ quan mà đưa hàng vào thì vô hình chung sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng. Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 đang đến gần, các ngành chức năng, đặc biệt là lực lượng quản lý thị trường, cần tăng cường công tác kiểm soát thị trường. Bên cạnh đó thì mỗi người dân cần nâng cao ý thức đấu tranh phòng chống hàng giả, hàng nhái và hãy là người tiêu dùng thông thái để đảm bảo sức khỏe cho chính mình và người thân trong gia đình. Không phải mới xuất hiện mà tình trạng biến lòng đường, vỉa hè thành chợ mua bán hoa, cây cảnh đã xuất hiện tại xã Vũ Quý, huyện Kiến Sương từ nhiều năm nay, đặc biệt là vào dịp cuối năm khi mà nhu cầu mua cây chơi Tết của người dân tăng cao. Tình trạng tắc đường hay bày bán hoa, cây cảnh, lấn chiếm vỉa hè, thậm chí là cả lòng đường không còn quá xa lạ với những phương tiện tham gia giao thông mỗi khi đi qua đường 39B, đoạn thuộc xã Vũ Quý, huyện Kiến Sương. Cả đoạn vỉa hè dài hàng trăm mét bị người dân lấn chiếm để trưng bày cây cảnh cả ngày lẫn đêm. Người mua người bán cứ mặc nhiên mặc cả giá, bất chấp sự chờ đợi của phương tiện đang lưu thông trên đường. Theo một số người dân, thì tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông ở đây đã xuất hiện từ nhiều năm nay, đặc biệt là vào dịp cuối năm, giáp Tết Nguyên đán hay đầu tháng Giêng là thời điểm chợ cây hoa Vũ Quý sầm uất và nhốn nháo nhất. Và đây cũng là lúc tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông ở địa phương này càng nghiêm trọng hơn. Điều đó cho thấy, việc thực hiện chỉ thị 04 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ở địa phương này chưa nghiêm, chưa quyết liệt và thiếu sự kiểm tra giám sát của cấp ủy chính quyền địa phương. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh một số địa phương để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, hành lang an toàn giao thông, làm nơi kinh doanh buôn bán hoặc để xe vi phạm chỉ thị 04 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình, thì tại phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, các mô hình tự quản đã phát huy hiệu quả trong việc lập lại trật tự đô thị, giữ vỉa hè thông thoáng cho người đi bộ. Cứ một tuần hai lần, đội tự quản về an toàn giao thông của Hội Phụ Nữ phường Bồ Xuyên lại đi kiểm tra tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai do hội phụ trách để tuyên truyền nhắc nhở người dân tuân thủ nghiêm chỉ thị 04, chỉ thị 05 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình. Sau khi được sự tuyên truyền của đội tự quản về trật tự an toàn giao thông của Hội Phụ Nữ phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, thì không khó để bắt gặp trên những tuyến đường của phường Bồ Xuyên ở những biển chỉ dẫn như thế này để những người đến làm việc có thể để xe đúng ở vị trí quy định. Cũng có một số hộ thì cũng chống đối và không chấp hành. Tuy nhiên với cái sự nỗ lực cố gắng và sự kiên trì thì tổ tự quản của phường thì cũng thường xuyên xuống tuyên truyền, một lần không được thì xuống nhiều lần. Và cuối cùng thì các hộ gia đình và cũng giải thích cho các hộ gia đình hiểu, thấu tình đạt lý và các hộ đến nay cũng đã chấp hành tốt. Chỉ có 10 người, song đội tự quản về an toàn giao thông của Hội Phụ Nữ phường Bồ Xuyên hoạt động rất đều đặn. Nhờ duy trì nền nếp đó đã hình thành tính tự giác của nhiều người dân.
Còn gia đình đấy cũng cố gắng tạo điều kiện để dọn vệ sinh cho sạch sẽ, cho để đường thông hệ thoáng. Chúng tôi mà đi những lòng đường nguy hiểm lắm, một là già, hai là trẻ con. Như thế là phụ nữ ở cái tổ tôi, ở cái khu tôi như thế là cũng tích cực. Trong thời gian vừa qua thì ủy ban dân phường đã chỉ đạo đối với cấp ủy chi bộ, các ban ngành đoàn thể tăng cường các hoạt động tự quản. Ở đây nổi bật là hoạt động tự quản của hội cựu chiến binh, hội liên hiệp phụ nữ và đoàn thanh niên. Các tổ chức đã duy trì hoạt động tự quản này phải nói là rất hiệu quả và tạo cái nền nếp. Bồ Xuyên là phường nằm tại trung tâm thành phố Thái Bình với mật độ dân cư rất cao. Các tuyến phố đều có nhiều cửa hàng buôn bán. Với việc xây dựng và duy trì các mô hình tự quản về an toàn giao thông, hiện tượng tái lấn chiếm vỉa hè, hành lang an toàn giao thông trên địa bàn phường đã giảm đáng kể. Ý thức chấp hành của người dân cũng vì thế được nâng cao. Đến đây chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình xin được kết thúc. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang thông tin điện tử thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTV Go và trên fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.